bình luận viên Đỗ Nguyên Thành đến từ thương hiệu VHD, fanpage Bóng Chuyền HD Live, kênh YouTube Bóng Chuyền HD. Xin chào tất cả anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người đến với trận bán kết đỉnh cao giữa hai đội trong trang phục áo vàng, đó là đội Công an thành phố Hà Tĩnh. Trong trang phục áo xanh bên kia lưới, đó là đội Công an huyện Cẩm Xuyên. Đây là giải bóng chuyền nam Công an tỉnh Hà Tĩnh năm 2024. Ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024. Tại nhà thi đấu thành phố Hà Tĩnh, thể thức thi đấu sẽ là 3 tháng 2. Điều khiển trận đấu, trọng tài thứ nhất ông Phùng Trọng Duyên. Trọng tài thứ hai ông Trần Trung Hiếu. Điều khiển trận đấu là tổ trọng tài đến từ Liên đoàn Bóng Chuyền Việt Nam. Trọng tài 1, trọng tài Phùng Việt. Trọng tài 2, trọng tài Trung Hiếu. Trọng tài Phùng Việt đến từ Vĩnh Phúc. Trọng tài Trung Hiếu đến từ Hải Dương. Đội hình dự kiến ra sân của Công an thành phố gồm có số 1 Quốc Duy, số 3 Hà Mạnh Hùng, số 6 Hồ Phạm Tú, số 7 Trần Trọng Lam, số 8 Quang Hiếu và số 17 Hậu Đông. Không, Bùi Cường phát bóng cho Cẩm Xuyên và phát bóng tấn công chuyền một của Hà Mạnh Hùng. Viên hai tới tầm rồi, đó là Quốc Duy chạy cứu bóng quá tuyệt vời sang không. Quốc Duy phát bóng lần thứ hai thì Quốc Duy đã ra điểm, điểm bóng cho thành phố Hà Tĩnh 1-0. Ngày hôm nay hai sói đầu đàn Hà Mạnh Hùng, Quốc Duy đối đầu với sói đầu đàn Trúc Trì, Bùi Văn Cường và Mò Hồng. Phát bóng tấn công của Quốc Duy rất mạnh, vâng, bóng bay rất cao và rất xa. Bóng trong sân, pha tấn công của Mò Hồng, bóng leo lưới và dính vạch rồi, 1-0 cho Cẩm Xuyên. Anh em nào comment hộ mình số 10 bên Cẩm Xuyên, bạn đấy tên là gì anh em ơi? Chuyền một của Mò Hồng, biên 4, 3 chắn. Cơ hội phản công, Quốc Duy, 3-3 không phải, biên 2 của Hà Mạnh Hùng. Thành công rồi, và tấn công từ biên 2 của Hà Mạnh Hùng đưa thành phố dẫn điểm 3-1.
Vâng. Ba ba của Bùi Cường, phòng thủ của Quốc Duy. Anh em thấy cầu thủ chuyền bóng tấn công từ biên 4 của Mỏ Hồng, điểm bóng cho Cẩm Xuyên. 2-3. Xuân Chiến. Cơ hội phản công cho Mỏ Hồng. Cái chân. Ai đây? Bùi Cường Trăng. Vẫn còn. Quốc Huy. Cẩm Xuyên tiến sĩ anh ạ. Ok, anh cảm ơn. Em có biết họ tên là gì nữa không? Sĩ nhưng mà họ là gì nữa? Anh em nào biết thì comment cả họ, mình thích bình luận cả họ cho nó hay. Phòng thủ 6 lùi, Quốc Duy 3-3. Thành công rồi, quá khéo của Quốc Duy. Nam Mai. Cái tay quá dẻo, cơ địa dẻo như con báo anh em ạ. Nói con báo mọi người khó hình dung, nhưng mọi người cứ hình dung như con mèo ấy. Người của Quốc Duy gân và cơ nó như con mèo ấy, rất dẻo. Đặng Văn Sĩ, ok anh cảm ơn Trần Đình Sơn. Bây giờ mình xin phép anh em tập trung bình luận ở trận đấu nhá. Những comment của anh chị em mình đọc được thì mình trả lời ngay lập tức. Còn nếu mà comment nào mình không trả lời, đồng nghĩa với việc là mình không nhìn được comment anh em nhé. Bạn nào nhìn thấy comment mà hỏi của các bạn khác, biết được thông tin thì rep comment trả lời giúp mình. Biết ơn và cảm ơn anh chị em rất nhiều. Trở lại với trận đấu 3-4 và Mỏ Hồng là người phát bóng. Xin lỗi 3-5. Lăn xả bắt chuyền một, chuyền đẹp rồi. Hôm nay Phạm Tú chuyền quá đẹp luôn. Đấy, Phạm Tú mà chuyền như vậy thì là đẳng cấp luôn. 6-3 cho thành phố, thể thức là 3-2 anh em nhá. Hà Mạnh Hùng phát bóng tấn công, sẽ có đất cho Hà Mạnh Hùng phát bóng. Mình vẫn tin những pha phát bóng của Hà Mạnh Hùng, tại vì thời điểm này Hà Mạnh Hùng đang rất khỏe. Vâng, Dung Dinh chuyền một rồi. Bóng ngoài sân chưa chạm chán. 7-3 cho thành phố. Ok, số 10 là Đặng Văn Sĩ, công an thị trấn Thiên Cầm. Ok, bãi biển Thiên Cầm, cảm ơn bạn. Hà Tĩnh là có bãi biển Thiên Cầm, là một trong những bãi biển sạch và đẹp nhất của Việt Nam. Cơ hội. Ôi giời ơi, tiếc quá. Và cắt chéo của Quốc Duy, bóng leo lưới ra ngoài. Và bật tại chỗ của Quốc Duy, bóng hơi loe một chút. Bóng vào lưới thì tấn công dọc biên, một đường y rộng thênh ra. Không sao, điểm bóng cho Cẩm Xuyên là 4-7. Như vậy trận đấu mới hay anh em ạ. Cứ chênh nhau khoảng 2 quả thôi, cùng lắm là 3 quả, 3 điểm. Không chênh nhiều nó sẽ hay. Không phải, chuyền bốn thu mất rồi. Vẫn ra điểm anh em ạ. Quốc Duy thuận tay trái đường chuyền thu ở biên 4 mà vẫn tấn công được ra điểm. Quá là dẻo. 8-4 cho thành phố. 80% sẽ là một pha chuyền 3-3 cho Mỏ Hồng trong tình huống này. Bây giờ mình là huấn luyện viên thì mình sẽ phím chắn Mỏ Hồng quả 3-3 này. Không phải. Bùi Cường. Vẫn còn.
Nhanh tay. Chậm mất rồi, Hà Mạnh Hùng chậm mất rồi. Bóng ngoài sân. 5-8. Vừa rồi là lỗi của Hà Mạnh Hùng. Hơi chậm một chút. Cầm xuyên lên tầm 6-8 là đẹp, 7-8 là đẹp. Hai đội cứ thay nhau mà duy trì một điểm thôi. Chuyền đẹp, hôm nay chuyền đẹp. Hôm nay Hồ Tú chuyền đẹp anh em ạ. Bỏ bóng nhẹ nhàng của Quốc Duy, 9-5. Hơn 2.200 anh chị em rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chuyền một tốt của Mò Hồng, biến ai đẹp rồi. Mười năm cho thành phố. Bùi Cường thì thời điểm này không phải là phong độ tốt nhất anh em ạ. Bùi Cường vừa lên chức cha và đang học rất căng. Tại vì Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động K02 đang trong thời kỳ thi. Và một pha tấn công xuyên chắn của Bùi Cường. 6-10. Mặc dù cũng bị phân tâm bởi rất nhiều công việc, nhưng mà anh em thấy đến giờ phút này thì vũ hội làng Bùi Cường thi đấu ở giải Công an Hà Tĩnh cũng đã quá xuất sắc rồi. Bằng chứng là lọt vào top 4/17 đội mạnh. Vừa ngày hôm qua đã chiến thắng cặp đôi của Thái Lan rất khỏe, đó là Quan Trai và Pinatha Pania. Phát bóng tấn công của Bùi Cường rất khó, cái chân đó là Văn Hưng. Chắn bóng thành công của Quốc Duy. Giải này Quốc Duy không những tấn công hay mà chắn bóng còn quá xuất sắc luôn. Lại là những pha phát bóng tấn công bán vé của Quốc Duy. Pha phát bóng tấn công thu hút, mang người xem đến với sân đấu. Rất mạnh, chuyển một tốt của Màu Hồng. Chắn bóng thành công, đó là Hà Mạnh Hùng. Và chắn chốt chéo thành công. 12-6 rồi, khoảng cách đã là 6 điểm. Chiều Quốc Duy bật khỏe thật, đúng rồi, Quốc Duy bật khỏe, Hà Mạnh Hùng bật khỏe. Nhưng một trong những điều để cho Quốc Duy, Hà Mạnh Hùng tự tin bật đó là đi đôi giày của thương hiệu VSD sói đầu đàn, có đế giữa giảm chấn để cày bê tông đỡ hại gối, đặc biệt dành cho những anh em mà thấp nhưng mà bật cao, rơi xuống thì sẽ tự tin hơn, hoặc những anh em nào mà có tuổi một chút rồi, chân yếu, đầu gối yếu thì rất cần đi đôi giày sói đầu đàn của thương hiệu VSD. Quan trọng là nó giảm chấn cực kỳ êm ái, để anh em rơi xuống tiếp đất nó yên tâm. Và từ đầu năm nay Quốc Duy đã chọn đi VSD là chưa một trận nào là mình thấy không đi sói đầu đàn cả, bất cứ một trận đấu nào. Ví dụ như Hà Mạnh Hùng thì hôm qua cái trận không mang có một đôi sói, đâm ra là trận không quan trọng. Trận vòng bảng thì Hà Mạnh Hùng đi ASIC, nhưng mà trận quan trọng thì lại trở lại đi sói đầu đàn. Phát bóng tấn công quá mạnh của Quốc Duy. 3-3 Quốc Duy rồi. Không phải, phản công ngoài mình bật tay rồi. Đập bóng tốt của Hà Mạnh Hùng, Quốc Duy chuyền cho Hà Mạnh Hùng. 13-6. Anh chị em có nhu cầu quan tâm đến những đôi giày như Quốc Duy đang đi hay Hà Mạnh Hùng thì nhắn trực tiếp vào fanpage này, có người tư vấn cho mọi người nhé. Giày chỉ có giá 750.000 thôi, 750.000 không nhiều. Và được tặng quà kèm trị giá lên đến 150.000 nữa, với lại bao ship. Chính ra là đôi giày chỉ còn hơn 500.000 thôi. Vâng, phát bóng lòng tay kỹ thuật ăn điểm trực tiếp rồi. Đó là một pha phát bóng đẳng cấp của Quốc Duy anh em ạ. Sau 3 pha phát bóng uy lực thì là một pha phát bóng lỏng tay bất ngờ đánh lừa hàng chuyền một của Cẩm Xuyên. Ăn điểm trực tiếp rồi, 14-6. Pha này không biết là pha lỏng tay hay là một pha phát hết lực đây. Chính những pha bóng này là cảm xúc của trận đấu.
là những điểm nhấn của trận đấu anh em ạ. Vâng, hết lực. Cơ hội lại 3-3 hay biên 4. Bóng ngoài sân. 15-6 rồi, vẫn là chuỗi phạt bóng của Quốc Duy. Idol Quốc Duy. Năm nay là năm khỏe nhất trong những năm sự nghiệp của Quốc Duy. Và năm nay Quốc Duy đang mang trên mình thương hiệu Sói Đầu Đàn VSD Capito, kể cả những đôi giày và cả những đôi tất 100% từ đầu năm trở lại đây. Rất mạnh. Và ngoài một chút xíu. Duy Hưng chuyển một tốt rồi. Hơi thấp một chút nhưng vẫn tới tầm. Cẩm Xuyên có vẻ ngày hôm qua trận sinh tử với Lộc Hà, sau đó lại một trận quyết tử với lại Thạch Hà, đâm ra là thể lực của các cầu thủ Cẩm Xuyên buổi sáng ngày hôm nay mình quan sát trên sân thì thấy có gì đấy đã bị xuống sức rồi, ảnh hưởng rồi. Vâng, chuyền hai Đình Quý tạm thời ra nghỉ, thay vào đó là một chuyền hai mới của Cẩm Xuyên. Nhưng rõ ràng hai trận đấu với hơn 100% sức lực hôm qua ảnh hưởng rất nhiều đến các cầu thủ Cẩm Xuyên. Quyết tử với Lộc Hà. Vâng, gõ bóng kỹ thuật, đó là Ngọc Lam, Trần Ngọc Lam, 16-7 của Công an thành phố. Bà bà Bùi Cường hay đa. Không được. Đường chuyền hơi cao. 18-7 rồi, khoảng cách đã là 11 điểm. Trần Ngọc Lam phát bóng. Bóng hơi thu. Ăn rồi. Bùi Cường chỉ thích chuyền bóng thấp thấp thôi anh em ạ. Tốc độ lên. Quá hay. Đó là Ngọc Lam. Bóng rơi tự do. 19-8, khoảng cách đã là 11 điểm. Bóng ngoài sân. Chuyền đẹp rồi. Và ngày hôm nay thì chuyền hai ô Phạm Tú chuyền cực kỳ ok. 21-9. Vâng, chuyền hai chính của đội Cẩm Xuyên đã trở lại rồi. Phát bóng tấn công của Hà Mạnh Hùng. Mà ông lại bắt đầu trêu rồi. Mà ông lại bắt đầu khịa rồi. Hà Mạnh Hùng bắt đầu vuốt mặt xong rồi gãi gãi tai sau pha trêu của sau pha khịa của Bảo Hồng. Anh em thấy Hà Mạnh Hùng vuốt mặt xong lấy tay gãi tai bên này, đó là không chắn. Như mình đã chia sẻ, hồ
Vạn Tú chuyện này là tư duy cực kỳ tốt nha anh em nhé. Nhờ cuộc sống bây giờ quan trọng nhất vẫn là cái tư duy. Mà cái quan trọng nhất là Hồ Vạn Tú có. Chỉ mỗi tội là những đường truyền, những trận đấu trước đó đẩy hơi thiếu lực thôi. Hôm nay thì tốt hơn một chút rồi. Còn tư duy thì vẫn đỉnh như vậy. Chắn bóng tốt của Quốc Duy. Dại này Quốc Duy chắn quá hay anh em ạ. 23-10, khoảng cách là 13 điểm. Bình thường nếu Mò Hồng và Bùi Cường cũng như anh em Cẩm Xuyên khỏe thì trận đấu không đến nỗi như này đâu anh em ạ. Mình hy vọng là sẽ bùng nổ ở hiệp đấu thứ hai. Lý do mình theo mình hiểu quan trọng trước đó là chiều ngày hôm qua hai trận đấu sinh tử liên tiếp. Một trận sinh tử và một trận quyết tử. Quyết tử trước Lộc Hà và sinh tử trước Thạch Hà. Không phải sinh tử trước Đức Thọ. Tứ kết sinh tử trước Đức Thọ và quyết tử trước Lộc Hà. Đâm ra các cầu thủ Cẩm Xuyên trong trận đấu sáng ngày hôm nay cảm giác là hết mất lực rồi. Hàng chắn chạm lưới. Set boy Công an thành phố Hà Tĩnh 24-11-13 set boy. Đó là Ngọc Lam. 25-11 kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Thành phố đã tạm dẫn Cẩm Xuyên 1-0. Hai đội đổi sân để thi đấu hiệp đấu thứ hai. Nhưng mà với một hiệp đấu thắng dễ dàng như thế này thì rất dễ sẽ bị trùng xuống anh em nhé. Tới rồi. Và bóng đấy là tới cả biên lẫn có cả tầm luôn. Ba đều cho thành phố. Phản bóng tấn công của Hà Mạnh Hùng. Vâng, rất mạnh. 3-3 của Hà Mạnh Hùng. Bóng ngoài sân. Bóng ngoài sân thì nhỉ? Ngoài sân. Cả hai trọng tài biên đều ra ngoài và nhìn dọc biên thì cũng là ngoài. Vẫn còn bóng pha phòng thủ bằng vai của Ngọc Lam. 4 đều cho Cẩm Xuyên. Rất dễ dàng một pha tỉa bóng dọc biên của Quốc Duy. 5-4. Đập bóng mạnh, gõ bóng lỏng tay, chắn bóng, phát bóng đều number one. Idol Nguyễn Văn Quốc Duy. Chắn bóng tốt của Quốc Duy. Lại là Quốc Duy. Giải này Quốc Duy chắn bóng như gì anh em ạ. Hôm qua tứ kết gặp thị xã Kỳ Anh, Quốc Duy cũng chắn bóng rầm rầm. Hôm nay Quốc Duy cũng chắn bóng rầm rầm. Xuyên cố lên nào. Khoảng cách chỉ là một điểm thôi. Cố gắng kiên trì duy trì để đưa
trận đấu vào hiệp đầu thứ 3 thì sẽ là một trận bán kết đỉnh cao, đội nào thắng cũng được, nhưng làm sao thi đấu 3 hiệp đó mới là hay. Đó là Quốc Duy và các bóng chéo dần. Bảy năm cho thành phố. Anh em xem đây là hiệp đấu thứ hai mọi người nhá. Đường trên gần rất nhẹ nhàng. 8-6 cho Công an thành phố. Lại là Quốc Duy phát bóng tấn công. Rất mạnh. Quốc Duy cứu bóng. Sang bóng rồi. Không qua lưới. Rất đáng tiếc. Bảy tám nữa Cẩm Xuyên. Bùi Cường phát bóng tấn công, ăn một điểm trực tiếp, 8-0 đi nào. Sẽ trở lại những pha phát bóng tấn công bằng cù tay cực kỳ khó, độ liệng, vừa xoáy vừa liệng. Không được rồi. Phong độ thời điểm hiện tại Bùi Cường không là tốt nhất. Trước đó những pha phát bóng tấn công rất mạnh của Bùi Cường anh em ạ, ở những giải đấu trước đó. Tấn công tốt của họ. Chắn bóng tốt. Đường chuyền vừa rồi ra biên một chút nữa thì ok. Điểm bóng trên sân là 9-0. Mình đã nói rồi, hiệp đấu này sẽ hay hơn hiệp đấu đầu tiên rất nhiều. Buộc phải di bóng thôi. Phá bóng vừa rồi nếu mà Mạnh Hùng đập nữa thì một là lại về, hai là ra ngoài. Phòng thủ của Quốc Duy. Hôm nay mà Cẩm Xuyên thắng là trận đấu hay đấy anh em ạ. Tới rồi. Và như vậy thì mới được. Mười một mười cho thành phố Hà Tĩnh. Chưa qua lưới, 11-0.
Được rồi. Được rồi. Anh ạ. Và ra tay và vuốt xuống như kiếm nhật luôn. Nếu mà truyền đúng tâm của Quốc Duy thì tốc độ, tầm cao, lực. Em thấy như kiểu kiếm nhật chém chuối. Anh em mình dùng kiếm nhật mà chém chéo cây chuối nó đổ như nào. Pha đấy là như là kiếm nhật chém chuối luôn. Phạt sâu. Anh em phải thông cảm cho chuyền hai của Cẩm Xuyên anh em nhé. Tại vì chuyền bóng cho những cầu thủ chủ công ở những trận căng thẳng như này cũng áp lực lắm anh em ạ. Tới rồi. Đập bóng ăn điểm của Bùi Cường từ biên 4. 12-13. Anh em phải động viên chuyền hai của Cẩm Xuyên anh em nhé. Thực sự động viên. Anh em mà cứ đặt hình dung vị trí của mình thay vào vị trí chuyền hai Cẩm Xuyên thì anh em sẽ thấy thế nào. Vừa áp lực, vừa tâm lý, rồi mọi thứ nó dồn đến. Không phải đơn giản đâu anh em ạ. À, vẫn là những pha cắt bóng trên tần của Quốc Duy. Trận đấu của những con sói. Đúng rồi bạn ơi. Bóng đã chạm cọc giới hạn, không phải đi ngoài cọc giới hạn. 15-12. Không phải đâu anh em ạ, mình ở vị trí chuyền hai rồi mình biết bóng của Bùi Cường là bóng bye bye không cần cao. Đâm ra là nếu mà chuyền cao lên thì cũng thành hai đà, mà chuyền thấp mà bóng mà gần như thế là nó sẽ dễ bay ra ngoài cọc. Phải chuyền hai phải cực kỳ có kỹ thuật mới chuyền được anh em ạ. Anh em có hình dung, có hiểu ý mình nói không? Ví dụ chuyền dựng lên thì chuyền hai, ví dụ chuyền như chuyền cho Mỏ thì đơn giản, nhưng chuyền cho Cường thì nó khó hơn. Thế nó phải phụ thuộc vào quả chuyền một nhiều. Nếu mà chuyền một không tốt, chuyền dựng lên thì Bùi Cường vào sẽ hai đà khó đánh. Còn muốn chuyền hai đỉnh quý là muốn chuyền ngon cho Bùi Cường, bởi vậy đôi khi là nắn nót nhưng mà kỹ thuật chưa được thì nó ra ngoài cọc thôi, do là bắt chuyền một thôi anh em ạ. Nếu mà hiểu sâu thì mình mới hiểu cái nỗi khổ của Đình Quý như thế, chứ không phải là Đình Quý muốn như thế đâu. Đình Quý quyền cho Mọ thì lại đơn giản đấy anh em thấy vậy. Bón như thế nó khó lắm chứ nó không phải đơn giản đâu. 13-15. Anh chị em đang xem đây là hiệp 2 trận bán kết anh em nhé. Vẫn là những pha cắt bóng trên gần, chéo sân trên gần của Quốc Duy. Hiệp đấu đầu tiên thì thành phố Áo Vàng đã thắng và thể thức là 3-2. Hiệp đấu thứ hai Áo Vàng đang dẫn 16-13 thì phải. Và bây giờ là Quốc Duy phát bóng tấn công. Biết 16-13 hay 16-12 anh em ạ. Những pha phát bóng tấn công bán vé. Không được, lần này bóng không qua lưới. Mười bốn mười sáu cho Cẩm Xuyên, khoảng cách chỉ là 2 điểm thôi. Để lượt Bùi Cường phát bóng tấn công. Mình vẫn hy vọng Bùi Cường sẽ có 1-2 pha phát bóng tấn công ăn điểm trực tiếp. Vâng, đúng rồi. Mình vừa nói xong thì đó là một pha phát bóng tấn công ăn điểm trực tiếp của Bùi Cường. 15-16 rồi. Một điểm nữa thôi là 16 đều. Bùi Cường vẫn rất đẹp dài. Một trong những hot boy của bóng chuyền Việt Nam. Cùng với những Quản Nghĩa, Trần Đức Hạnh, Quang Khơi, Xuân Đức, Quốc Duy. Trận đấu tiếp tục. Vẫn là Bùi Cường phát bóng tấn công.
Lợi Thu. Vâng, chém bóng về ra điểm. 17-15 cho thành phố. Đấy, anh em thấy chuyền ai mà chuyền cho mò thì quá đẹp luôn, tới biên luôn, tới tầm luôn. Và bây giờ chuyền ai Đình Quý phát bóng. Đó là Ngọc Lam. Vậy trận bóng của Hà Mạnh Hùng. Quốc Duy. Đường truyền là quá đẹp rồi. Lỗi trong pha bóng này là thuộc về Mỏ Hồng anh em ạ. Bóng tới cọc sát. Pha tấn công tinh tế của Mỏ Hồng, đó là một pha chém dọc biên về cuối vị trí số 1, nhưng rất tiếc bóng ra ngoài một chút xíu thôi. Pha bóng là tấn công là ý đồ quá tốt, nhưng mà cái tay nó không nghe cái đầu. Và kỹ thuật của Mỏ Hồng. 17-19 cho Cẩm Xuyên. Tới rồi, anh em thấy chuyền cho Hà Mạnh Hùng vậy như thế, bóng tới cọc mà có độ cao là có điểm ngay. 20-17. Đình Văn Triều cầm xuyên cố lên. Ok, cảm ơn. Anh em thấy có bạn kia đang quảng cáo bán dây sói kìa anh em nhỉ. Đấy, đang bán dây sói của VSD đang dơ lên kìa. Đó là em Linh bóng chuyền Nghệ Tĩnh đang có đôi dây sói của Quốc Duy kìa. Đấy. Đấy. Trở lại với trận đấu. Hà Mạnh Hùng phát bóng tấn công. Rất khó. Bóng ra ngoài rồi. Trúc Chi với Sói đôi nào êm hơn? Trúc Chi với Sói như nhau, cùng trên một bộ đế bạn ơi. Đến lượt Phò. Mở phát bóng bay không qua lưới. Những pha phát bóng này ở thời điểm này thì sẽ rất là mất tinh thần của đồng đội. 17-20 còn cơ hội, nhưng mà phát bóng tấn công ra ngoài chấp nhận được, đứng phát bóng bay ra ngoài thì nó hơi đáng tiếc. Trọng tài bắt lỗi rồi, hàng dưới nhảy lên. 22-17. Nhưng mà đúng tâm thì Bùi Cường vẫn đè chắn tấn công cực kỳ tự tin. Bởi vậy nên như mình đã nói rồi, những giải đấu mà Bùi Cường có hàng sách tay là chuyền ai đi theo thì 10 giải thì 9 giải rưỡi là Bùi Cường vô địch. Mà hình như là mình thấy vô địch tất cả. Bất cứ giải nào mà Bùi Cường có chuyền ai sách tay mang theo, ý là được thuê 3 ngoại binh, lúc đó là 2 chủ công và 1 chuyền ai, thì 10 giải mình thấy 9 giải rưỡi là Bùi Cường vô địch.
trận đấu tiếp tục. 18-20, lại Quốc Duy vẫn trên cần tấn công vào giữa vị trí hàng rào thiết lập ghép đôi giữa anh Thiện và Bùi Cường, nhưng bóng vẫn trên cần. Một trong lý do chính theo cá nhân mình hiểu là ngày hôm qua Cẩm Xuyên đã dồn hết lực vào trận đấu với Lộc Hà để tránh Agribank, sau đó là một trận quyết tử với lại Đức Thọ anh em ạ. Đến hôm nay là hết lực rồi. Bình thường giải chuyên nghiệp là mọi người đánh một trận xong phải 1-2 ngày nghỉ để hồi phục. Nhưng mà đây là 3 trận liên tiếp trong vòng từ chiều qua đến sáng nay là 10 tiếng đồng hồ, 3 trận quyết tử căng thẳng. Thì sức nào mà chịu được anh em. Như hôm qua thì thành phố có một trận đấu thủ tục buổi chiều ngày hôm qua thôi. Quốc Duy được nghỉ ngơi và thi đấu như chơi đằng nào cũng nhất bảng. Trong khi đó thì bên này Cẩm Xuyên có 2 trận quyết tử rồi, không còn sức nữa rồi. 3-3 của Hà Mạnh Hùng hay là biên hại Quốc Duy. Quốc Duy cũng không muốn đánh nữa rồi. Lại là chém bóng của Quốc Duy. Công an thành phố đã có chiến thắng 2-0 trước Công an Cẩm Xuyên. Chúc mừng Công an thành phố, nhưng mà ghi nhận với Công an Cẩm Xuyên. Hy vọng Công an Cẩm Xuyên sẽ hồi phục lại được thể lực để trở lại với trận tranh giải 3 chiều ngày hôm nay.